Tuyết chào cả nhà. Hôm nay Thí làm một món đó là cải chua. Cải chua thì cái cải này Thí mua cái cồi nhiều hơn cái lá. Thì Thí cắt ra và đã phơi nắng rồi, bây giờ Thí rửa sạch rồi. Thì đây là Thí làm thêm ở đó là cà rốt với củ cải trắng cũng làm chua luôn. Thì đây là có hũ. Thì giấm này Thí nấu rồi. Giấm này Thí mua loại giấm nuôi mà Thí nấu cái khẩu vị của cái giấm này đó là chua ngọt, hơi mặn nhẹ một chút xíu. Chua ngọt. Giờ Thúy làm cái cách này á, ăn rất là ngon mà giòn mà không có bị lên men. Không bị lên men, nó chỉ là đúng là ăn ngâm chỉ cần từng 2 đến 3 ngày là bắt đầu chua. Chua là mình sẽ bỏ vô tủ lạnh. Mình bỏ vô tủ lạnh là mình sẽ ăn thôi, mình chỉ cần gấp miếng nào ra mình ăn miếng đó. Mình có thể trộn nước mắm, tỏi, ớt đồ đó, mình ăn với thịt kho hay mình ăn với gì. Cái này Thúy sẽ làm cái món này. Bây giờ Thúy sẽ cắt cải, Thúy không có ngâm miếng bự mà Thúy sẽ cắt ra. Thúy không biết là tất cả mọi người ngâm, mỗi người ngâm một cái cách khác nhau. Thì Thúy ngâm cái kiểu này ăn thì thấy nó ngon và nó không có bị lên men hay là nó nổi bọt gì hết. Cái cải Thúy cũng đã cắt ra rồi. Cái nào cọng nào mà xấu quá hay là già quá thì sẽ bỏ. À, Thúy cắt ra rồi, bây giờ Thúy sẽ nhét vô trong hộp. Thường mà Thúy làm cái dưa chua vậy á, Thúy sẽ cho vô hộp và Thúy cho cái giấm đường mà Thúy nấu nó chua chua, mặn nhẹ, mặn chút xíu à, chua chua ngọt ngọt. À, Thúy sẽ cho cái giấm vô đây. Giấm vô đây khi nào mà cỡ tầm 2 ngày mà Thúy thấy ăn mà nó có độ chua rồi thì Thúy sẽ bỏ vô tủ lạnh nguyên hũ này luôn. Ăn nó rất là ngon mà nó giòn lắm. Mà cái cải của mình ăn nó ngon lắm. Thúy làm theo cái kiểu của Thúy nó nhanh lắm. Nhanh mà ngon mà giòn. Không không có bị cải chua, không có bị lên men. Giờ Thúy sẽ cho giấm vô đây luôn. Cái nước giấm này Thúy nấu rồi nè. Cái khẩu vị của giấm này thì ngon lắm. Ngọt mà ngọt chua chua. Cái đậy nắp lại. Để nắp lại thì cứ để vậy thôi nè. Để tầm chừng 3 ngày là rất là ngon. Tết đó ăn với củ kiệu. Ăn thịt kho vịt ngon.
Giờ Thúy đi cắt cái củ cải trắng, củ cải trắng với cà rốt, Thúy cũng ngâm giống như cái cải chua luôn. Cái này bự quá, cái này bự quá, Thúy cắt làm đôi. Cái này nhanh chua lắm. Hôm nay Thúy ngâm thì ngày mai bắt đầu là chua rồi, Thúy cũng bỏ vô tủ lạnh nha. Đây Thúy cũng đã cắt xong rồi. Một nửa thì Thúy sẽ tỉa hoa này, còn nửa thì Thúy cắt theo kiểu vậy. Giờ Thúy sẽ bỏ vô hộp luôn. Cái này ngâm nhanh lắm. Ngâm một đêm là ngày mai cỡ tầm chiều mai là đã chua rồi. Cũng chua thì Thúy cũng sẽ bỏ vô tủ lạnh luôn. Bỏ tủ lạnh là khi nào ăn thì lấy ra thôi, nó giòn giụm mà. Thí dùng cái nước giấm đường cái nãy thí ngâm với cải chua luôn. Thúy canh đủ nước luôn á. Thúy cũng đã làm xong cái cải chua với ngâm củ cải trắng với cà rốt. Giờ Thúy đợi khi nào chua thì Thúy sẽ bỏ vô tủ lạnh này.